Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin dẫn các bạn cách Clamaroc nhận được hai đồng token Switch Game Swap nhé. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng khung phát hành là 21 triệu nhé. Đã có 192 tài khoản holder và đã phát sinh 464 đợt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamaroc.net thôi. Nếu chưa có website thì mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo 20 nữa trên website của mình. Bước 1 các bạn sẽ chắc con chắc nha. Các bạn có thể sử dụng các pin con chắc lên ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc cái chuỗi Relay của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví của mình. Ký hiệu GSGP số token 18 nha. Đây sẽ là con 18, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm nó cần nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamaroc.net, tìm tới bước 2, nhấp vào link rút khỏi này để nhận token nhé. Rồi, các bạn nhấp vào clamaroc nhé. Tôi dẫn cho mình bên dưới này. Chứ gì Aerodrop vẫn sẽ kết thúc vào 92 này nữa. Các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ ra số 4 nhỏ là 0.05 mua cái đồng token này để hỗ trợ lâu dài nhé. Rồi, các bạn cần làm thì các bạn nhấp vào phần này nhé. Cần làm 2SGP nhé. Đây có kết nối ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối đi. Hiển thị lên bảng pin ra chưa được. Còn chờ một lát mình sẽ làm lại switch. Thì một ví khác của mình đã cũng đã làm được rồi. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clamaroc.net để cập nhật những dạng những kỹ thuật phần thưởng các phần mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trận đầu. Trên đây sẽ còn rất nhiều sàn khác, những cái khác các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình sẽ thử làm lại phát nữa nè. Để không khỏi mất thời gian của các bạn. Lỗi hệ thống Binance. Còn làm không được đơ. Thì không có khỏi mất thời gian của các bạn thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn này. Nhấp vào Clam lại được vào đây. Ví ga là 0.000605 BNB. Các bạn nhấp xác nhận nhé. Xác nhận vạt nữa này. 3 4 vạt này. Rồi giao dịch đang được xử lý này. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clamaroc.net nhé. Rồi nếu có các bạn lưu ý cột bên cánh tay phải đây là những cái dự án Aerodrop đặc biệt, những dự án sắp kết thúc ngày và những ngày gần nhất. Các bạn vào đây nhấp vào nút nhận token để mở ra mới để nhận token. Đó. Còn các bạn nhấp vào copy có chắc thì quay sang ví của các bạn và dán vào thôi nhé. Sau đó thì các bạn sang đây thì các bạn claim nhé.
Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được hai đồng token SGP. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.